Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Trung Quốc tức tối khi Mỹ hâm nóng quan hệ với Philippines. Thưa quý vị và các bạn, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là quan chức cao cấp nhất của Mỹ tới thăm Philippines kể từ khi có sự chuyển giao quyền lực từ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte sang Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. Ông Marcos là con của cố Tổng thống Ferdinand Marcos, người đã duy trì mối quan hệ đồng minh quân sự chiến lược với Mỹ trong suốt thời gian cầm quyền. Ông Duterte khi cầm quyền lại giữ khoảng cách với Mỹ và xích lại gần Trung Quốc hơn, với kỳ vọng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống đương nhiệm của Philippines chủ trương vừa tăng cường quan hệ đồng minh quân sự chiến lược truyền thống với Mỹ, vừa tạo thế cân bằng quan hệ với Mỹ-Trung Quốc. Mỹ có được tiền đề thuận lợi hơn để thúc đẩy quan hệ với Philippines sau khi có sự thay đổi tổng thống ở nước này. Philippines chiếm vị trí rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc và đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ vẫn phải luôn lưu ý thỏa đáng tới việc tăng cường quan hệ giữa Philippines nhưng không đẩy Philippines vào tình thế khó xử với Trung Quốc. Cho nên bà Harris khi ở Philippines tuy ám chỉ Trung Quốc nhưng không nêu đích danh Bắc Kinh trong tuyên bố là Mỹ sẽ hành động cụ thể hậu thuẫn cho bảo vệ Manila nếu đảo quốc này bị bên ngoài tấn công và đe dọa an ninh. Cân bằng và kiềm chế hiện là cái khó đối với cả Mỹ và Philippines. Dù vậy, hiện tại vẫn là thời kỳ hai đối tác này nhiều tiền đề thuận lợi hơn hẳn thời kỳ trước đó để gắn kết đồng minh hơn nữa, để thực sự thống nhất quan điểm và phối hợp hành động ở khu vực Biển Đông nói riêng và ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Dù tránh để lộ ra bề mặt, nhưng dường như chuyến công du Philippines trong hai ngày vừa qua của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khiến Trung Quốc vẫn giận dữ không kém so với sự kiện Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm Đài Loan hồi tháng 8 vừa qua. Bắc Kinh thừa biết với việc bà Harris tham quan đảo Palawan sát vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Manila tại Biển Đông. Diễn cảnh Washington-Manila khởi động lại các chương trình hợp tác quân sự là những thông điệp nhắm tới Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa chính thức phản ứng về sự kiện này. Nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo đã lập tức lên án Phó Tổng thống Mỹ muốn đổ thêm dầu vào lửa, châm ngòi cho Biển Đông dậy sóng. Hãng tin Mỹ AP nhắc lại một sự cố xảy ra hai ngày trước chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuần duyên Trung Quốc đã ngăn cản Philippines kéo vớt một mảnh vỡ được phát hiện tại khu vực gần đảo Thị Tứ thuộc chủ quyền của Việt Nam. Mảnh vỡ này được cho là thuộc tên lửa Trường Chinh 5B dưới cách đảo Thị Tứ 800m. Theo Hải quân Philippines, sau đó phía Trung Quốc đã tịch thu mảnh vỡ này. Hôm vừa qua, khi đến thăm một làng chài và lực lượng tuần duyên ở đảo Palawan phía tây Philippines, gần với quần đảo Trường Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á, Phó Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Washington cam kết sát cánh với Manila trước những hành vi hù dọa và cưỡng chế ở Biển Đông, tránh nêu đích danh Trung Quốc, nhưng bà đã mạnh mẽ lên án tàu ngoại quốc thâm nhập hải phận Philippines, đánh bắt bất hợp pháp các nguồn hải sản, uy hiếp ngư dân địa phương, trong lúc những tàu cá đó làm ô nhiễm đại dương, hủy hoại môi trường biển. Từ Palawan, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của luật pháp quốc tế về quyền tự do giao thông hàng hải. Nhân vật số 2 trong chính quyền ông Biden còn nói thêm, Bắc Kinh tuy thích diễn giải thế nào về sự hiện diện của bà tại hòn đảo này, nhưng bà Harris đến đây với mục đích nhắc nhở Mỹ là một quốc gia của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có trách nhiệm bảo đảm an ninh trong khu vực cho các nước đồng minh của Hoa Kỳ. Đại sứ Philippines tại Washington Jose Manuel Ramundez đánh giá Palawan là một cột mốc quan trọng chứng tỏ quyết tâm của Mỹ hỗ trợ các đồng minh như Philippines tại các vùng biển, các hải đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Hơn thế nữa, vẫn theo nhà ngoại giao này, việc chọn đến thăm một hòn đảo nằm sát vùng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc cho thấy Mỹ đánh giá tình hình nghiêm trọng tới mức nào. Thêm một yếu tố nữa khiến Bắc Kinh phẫn nộ về mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Philippines vào thời điểm này. Trước ngày bà Harris đến Manila, một quan chức cao cấp của Mỹ tiết lộ Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã bắt đầu đàm phán về một chương trình hợp tác quân sự, cho phép quân dân Mỹ tạm thời được đồn trú tại các căn cứ của Philippines. Có từ 3 đến 5 căn cứ quân sự của Philippines được các giới chức hai nước quan tâm. Báo New York Times đánh giá, đối với Philippines, chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris thể hiện tầm thức quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này trong chiến lược của Mỹ tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tờ báo trích giáo sư Aret Uruguay, Đại học Philippines,
Theo đó, việc chính quyền Tổng thống Mỹ Biden và Tổng thống Philippines Marcos đẩy mạnh hợp tác quân sự là điều hiển nhiên. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang theo từng ngày trong khu vực eo biển Đài Loan, Trung Quốc nhiều lần tuyên bố sẽ thống nhất hòn đảo này, kể cả bằng sức mạnh quân sự. Giáo sư Arway giải thích thêm, trong trường hợp nổ ra xung đột vũ trang, Philippines là một địa điểm gần nhất với chảo lửa đó, gần hơn nhiều so với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại đảo Okinawa, Nhật Bản. Nhìn đến các thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và các nước đồng minh thân cận nhất trong vùng Ấn Độ, Thái Bình Dương gồm Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines và Thái Lan, thì Philippines có vị trí gần eo biển Đài Loan hơn cả đảo Luzon, chỉ cách Đài Loan có chừng 200 km. Cựu cố vấn trong chính quyền Trump, Radan Schiffer, được Reuters trích dẫn, tiết lộ Washington đang rất quan tâm đến vị trí của Luzon. Đây có thể là nơi để Hoa Kỳ tích trữ rocket, tên lửa và các hệ thống phòng thủ khác trong trường hợp quân đội Trung Quốc đổ bộ lên Đài Loan. Vẫn theo Radan Schiffer, sau chính quyền Rodrigo Duterte, Tổng thống Marcos Jose là một chính sách thân Mỹ ra mặt. Tháng 9 năm 2022, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Philippines đã khẳng định với ông Joe Biden rằng Manila là đối tác, là đồng minh, là bạn của nước Mỹ. Cuối cùng, để giải thích về thái độ của Bắc Kinh tránh biểu lộ bực mình về các hoạt động ngoại giao của Phó Tổng thống Mỹ tại Philippines, một số nhà quan sát cho rằng câu trả lời có lẽ được đặt ra trong cuộc thảo luận tay đôi giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm vừa qua bên lề thượng đỉnh G20 Bali, Indonesia, cũng không loại trừ khả năng là Washington và Bắc Kinh đã có những trao đổi nhân cuộc họp đầu tuần tại Campuchia giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Trước mắt, nội dung cuộc trao đổi giữa các ông Nguyễn Phượng Hòa và Lloyd Austin vẫn được dự kín. Điều chắc chắn duy nhất, Biển Đông là một trong những mặt trận để Hoa Kỳ và Trung Quốc đọ sức, và điều đó càng lúc càng khiến cho các nước Đông Nam Á lo ngại. Chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đến Philippines, đồng minh hiệp ước quan trọng và lâu đời nhất của Washington tại Đông Nam Á, mở ra cơ hội làm ấm lại quan hệ quốc phòng sau nhiều năm nguôi lạnh dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Tôi không nhìn thấy một tương lai nào của Philippines mà không có Mỹ trong đó, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jose nhấn mạnh trong cuộc gặp Phó Tổng thống Mỹ Harris hôm đầu tuần. Tổng cộng 21 dự án quân sự mới mà Mỹ tài trợ và các địa điểm phòng thủ mới chưa được tiết lộ trên khắp Philippines đã được thảo luận trong chuyến thăm 3 ngày của bà Harris. Mỹ và Philippines ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951. Trước cả các đồng minh quan trọng bậc nhất hiện nay của Washington ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, Tổng thống Marcos đã tìm cách khôi phục quan hệ với Mỹ, và tại Manila lần này, bà Harris đã nói những điều mà chính quyền ông muốn nghe nhất. Một cuộc tấn công vũ trang và lực lượng vũ trang, tàu công vụ hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ. Đó là một cam kết vững chắc của chúng tôi với Philippines, bà Harris nhấn mạnh trong cuộc gặp ông Marcos. Chỉ một ngày sau đó, Phó Tổng thống Mỹ đến Palawan, một tỉnh đảo của Philippines, nằm gần nhất khu vực tranh chấp trên Biển Đông, không chỉ củng cố các cam kết của Mỹ trong việc hỗ trợ Philippines tăng cường năng lực hàng hải, bà Harris còn truyền tải thông điệp đến Trung Quốc đứng trên một tàu tuần tra của lực lượng tuần duyên Philippines Palawan. Bà tuyên bố phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông năm 2016 phải được tôn trọng và Mỹ sẽ sát cánh cùng Philippines để bảo vệ các nguyên tắc do luật quốc tế trên Biển Đông. Bài phát biểu của bà Harris tại Palawan là chỉ dấu cho thấy Mỹ đang cố gắng phát huy thông điệp rằng hiệp ước liên minh với Philippines đang rất mạnh mẽ. Đây cũng là một động thái cân bằng kinh điển của một quốc gia vừa và nhỏ khi đứng giữa hai cường quốc. Duy trì quyền tự chủ chiến lược bằng cách nhắc nhở mỗi cường quốc về vai trò của mỗi bên còn lại. Stephen Root, nghiên cứu viên tại trường Cornell về châu Á-Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Úc, nhận định với báo Japan Times. Nhờ vị trí địa lý của mình, Philippines có giá trị chiến lược đối với Mỹ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng như phần lớn các nước Đông Nam Á khác, Manila hiểu rõ phải giữ sự cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc khi sự cạnh tranh của hai siêu cường ngày càng gay gắt. Mặc dù trong chuyến đi này, phía Mỹ đã công bố các sáng kiến khác hỗ trợ Philippines về năng lượng sạch, nông nghiệp và y tế, nhưng sự chú ý lại dồn vào thỏa thuận lực lượng thăm viếng năm 1998 và thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao EDCA năm 2014. Đây là hai cơ sở pháp lý cho phép quân đội Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines và cất giữ thiết bị quốc phòng ở đó. Trong tài liệu do Nhà Trắng công bố, Mỹ sẽ đổ tiền cho 21 dự án trên khắp Philippines nhằm nâng cao sức mạnh của liên minh và xây dựng thế trận
trận phòng thủ chung đáng tin cậy. Một quan chức Philippines không nêu tên tiết lộ trong khuôn khổ EDCA, số căn cứ Philippines mà quân đội Mỹ được phép tiếp cận sẽ không dừng lại ở con số 5 như hiện tại. Việc không có thời gian biểu cụ thể để hoàn tất điều này cho thấy Manila sẽ phải đánh giá kỹ lưỡng nhiều yếu tố, bao gồm cả cân nhắc phản ứng từ Trung Quốc. Chuyến thăm của bà Harris có thể được Manila sử dụng như một phép thử đo lường các phản ứng từ Trung Quốc trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Marcos dự kiến vào tháng 1 năm 2023. Washington được cho là đã yêu cầu 5 địa điểm mới trong khuôn khổ EDCA nên nằm gần Biển Đông và Đài Loan. Đó sẽ là một thử thách cho cách tiếp cận thực dụng của ông Marcos trong cuộc chơi với Mỹ và Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!